quay được rồi. Phi Nhung xin chào tất cả các chị, dạ. Phi Nhung xin kính chào tất cả các chị, các anh và các em. Phi Nhung rất là hạnh phúc và rất là vui mừng và hãnh diện khi được cô Tâm Trí mời qua đây. Thì Phi Nhung với cô Tâm Trí cũng là Phi Nhung cũng là một phần tử của cô Tâm Trí và cũng là một người bạn thân của cô. Cô mời qua đây để phục vụ cho tất cả các bà con của mình ở đây. Phi Nhung mong rằng thì sẵn dịp Vu Lan thì Phi Nhung sẽ không qua thì thôi, hôm qua là sẽ hát hết mình cho tất cả quý vị. Và bài hát mà Phi Nhung sắp sửa hát đây thì trước tiên thì Phi Nhung xin tặng cho tất cả các em sinh viên sống xa gia đình, xa mẹ, xa cha. Thì người mẹ nào cũng vậy, lúc nào cũng mong con mình không phải là đem tiền về cho mẹ, nhưng mà mong con mình đi xa quê hương thì phải có một cái gì đó, một cái sự trí tuệ để mà đem về cho quê hương, cũng như đem về cái sự hãnh diện cho người mẹ của mình. Thì lúc nào người mẹ cũng là ở bên Việt Nam trong nhóm con mình. Thì tôi luôn mong rằng là tất cả các em các sinh viên thì phải nhớ mẹ mình đang ở Việt Nam chờ đợi mình từng giây từng phút. Thì mình ở đây mình phải cố gắng học, mình phải ham chơi, mình xảy ra những cái chuyện không hay để cho mẹ mình buồn. Và bài hát tới đây tôi luôn xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm, đó là nhạc phẩm Bà Năm của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Tôi luôn xin cảm ơn các bạn.